Chào mừng tất cả các bạn đến với bản tin khóa tu mùa hè Chùa Hoằng Pháp năm 2016 hôm nay. Các bạn thân mến, trong những ngày qua, công tác chuẩn bị tổ chức cho khóa tu diễn ra khá tấp nập và sôi động. Trong tất cả công tác chuẩn bị thì khâu thiết kế trang trí luôn được quý thầy ưu tiên lên hàng đầu. Nó được xem như là bộ mặt mỹ quan chung của khóa tu, cần rất là nhiều yếu tố thẩm mỹ. Bên lề khóa tu mùa hè sắp diễn ra vỏn vẹn chỉ còn vài ngày nữa thôi. Ban truyền thông của chúng tôi đã kịp thời ghi nhận những hình ảnh mới nhất về khâu trang trí để gửi đến tất cả các bạn. Khóa tu mùa hè Chùa Hoằng Pháp năm 2016 sắp diễn ra. Công tác chuẩn bị cho khóa tu trong những ngày này khá khẩn trương và tấp nập. Quý thầy, quý chú cư sĩ cũng như các bộ phận phòng ban trong chùa đều nhanh chóng bắt tay vào việc. Xin chào tất cả các bạn. Khóa tu mùa hè 2016 tại Chùa Hoằng Pháp đang chuẩn bị đến gần. Những cái nội dung chuẩn bị rất là tốt để chuẩn bị chào đón các bạn về với tham dự khóa tu mùa hè. Xin chào tất cả các bạn. Quý thầy đang chuẩn bị những khâu công tác cho khóa tu mùa hè. Đây là dâng những tấm bạc để cho những cho cái lễ đài của mình được trang hoàng đẹp đẽ hơn. Và nơi đây cũng là diễn ra tất cả các buổi lễ chính trong suốt khóa tu. Quý thầy mong muốn các bạn có một khóa tu rất ý nghĩa và vui vẻ. Xin chào tất cả các bạn. Quý thầy đang có mặt tại giảng đường Chùa Hoằng Pháp để chuẩn bị trang trí cho cái sân khấu. Trên tay của tôi là cái cuốn sách khóa tu mùa hè từ buồng sen nở 2016, là cái món quà nhỏ tặng cho các bạn. Khá bận rộn với một số việc chuyên môn, ban truyền thông chúng tôi rất tiếc đã bỏ lỡ một số cảnh quay cần thiết về công tác trang trí khóa tu mà lẽ ra phải chuẩn bị ghi hình từ lúc sáng. Tuy nhiên, chúng tôi đã kịp thời có mặt tại giảng đường chính Chùa Hoằng Pháp ngày hôm nay. Xin chào tất cả các bạn. Đây là những quý thầy đang chuẩn bị các mô hình và những các khung ảnh của những buổi tọa đàm diễn ra của Chùa Hoằng Pháp để được buổi giảng sôi động và ý nghĩa hơn. Tác nghiệp vội vã trong điều kiện tốt nhất có thể, chúng tôi đã quay nhanh một vài hình ảnh chuẩn bị cho khóa tu. Thời gian cũng khá cận kề, có vẻ như quý thầy rất khẩn trương hoàn thành những công tác chuẩn bị cho kịp tiến độ. Đề cập đến vài nội dung chính yếu chuẩn bị cho khóa tu, thầy Tâm Tiến cho biết. Xin chào các bạn, chúng tôi đang có mặt ở giảng đường Chùa Hoằng Pháp và hiện tại mọi người đang chuẩn bị công việc rất là nhiệt tình và hứa hẹn một khóa tu mùa hè sẽ là sôi động và đầy ý nghĩa sẽ đến với các bạn. Trong đó có những chương trình như là giao lưu với ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh và Phi Nhung cũng như thầy giáo Nguyễn Thế Vinh. Những bài giảng thật là sâu sắc và ý nghĩa từ các vị giảng sư. Chúng tôi tin rằng khóa tu mùa hè năm nay sẽ là một khóa tu đặc biệt và hứa hẹn nhiều điều vô cùng ý nghĩa sẽ đến với các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Riêng khâu đăng ký số lượng khóa sinh tham dự khóa tu năm nay, được biết số lượng các bạn đăng ký tham dự đạt con số hơn 4.000 người. Về việc này, thầy Tâm Thịnh, bộ phận đăng ký khóa sinh chia sẻ. Vâng, xin chào tất cả các bạn sinh viên và tham dự khóa tu mùa hè năm 2016 năm nay. Hiện giờ ban đăng ký nhận được số lượng các bạn và đăng ký là hơn 4.500 bạn. Tuy nhiên, các bạn cũng cứ yên tâm khi đến với tham dự khóa tu mùa hè chúng ta hôm nay. Nói chung rất là năng động và mọi công tác đều đã hoàn thành tốt đẹp để chuẩn bị chào đón các bạn về tham dự khóa tu năm nay. Dạo quanh một phần khuôn viên chùa, chúng tôi bắt gặp một vài hình ảnh quý thầy cũng đang khẩn trương hoàn thành công việc của mình. Khóa tu năm nay có hai buổi tọa đàm và công tác trang trí hội trường tọa đàm luôn được đầu tư công phu và bài bản. Hi, xin chào các bạn. Các thầy đang thực hiện những cái mô hình cho buổi tọa đàm xương rồng trên cát. Dù công việc rất là vất vả, xung quanh của các thầy đây rất là nhiều những cái mô hình nhỏ để ghép lại thành những cái xương rồng để phục vụ cho buổi tọa đàm rất là tốt sắp tới. Mong rằng sẽ đem đến cho những các bạn tham dự khóa tu mùa hè những giây phút tham dự buổi tọa đàm thật là ý nghĩa. Các bạn thân mến, vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi, khóa tu mùa hè sẽ chính thức diễn ra. Đó hẳn sẽ là những ngày tu tập thật vui và ý nghĩa cho các bạn trẻ. Ban truyền thông của chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất và nhanh nhất để gửi đến các bạn theo dõi. Xin cảm ơn sự chú ý của các bạn và chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.